Chúng ta học Phật là mong tương lai thành tựu. Nếu quý vị không dụng tâm chân thành thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dối để đối xử với ta, ta lại dùng tâm chân thành, vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Dân bị thiệt thòi. Người xưa nói thiệt thòi là phước. Quý vị muốn có phước không? Phước là cái gì? Tức là quý vị đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Nếu quý vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi, được rồi, khi họ dùng tâm giả dối đối xử với ta, ta cũng dùng tâm giả dối đối xử lại với họ, vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong lục đạo rồi. Không thoát khỏi lục đạo, nên biết thiệt thòi là phước. Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới cực lạc, người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo. Vậy hãy suy nghĩ xem, quý vị có muốn chịu thiệt thòi không? Được thiệt thòi mới thật là vui sướng. Lợi dụng thì không tốt, lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ, tâm hồn bất an, thiệt thòi mới tốt. Cho nên học Phật phải học chịu sự thiệt thòi. Ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học Phật được. Không nên chống trái người khác. Họ chống trái với ta cũng được, nhưng ta không nên chống trái với họ. Họ hủy báng ta cũng được, ta không nên hủy báng lại họ. Họ sỉ nhục ta cũng được, ta không nên sỉ nhục họ. Họ hãm hại ta cũng được, ta không được hãm hại họ. Vì sao vậy? Vì ta là Bồ Tát. Bồ Tát đâu có thể làm hại người khác. Chỉ có Bồ Tát mới có thể đến thế giới cực lạc. Lợi ích của thế giới cực lạc, lợi thứ nhất là vô lượng thọ. Thọ mạng của chúng ta ở thế giới này rất ngắn ngủi. Vô lượng thật sự chẳng phải vô lượng giả, thật vô lượng thọ. Nên dùng đại thừa tâm, chân thành tâm để đối xử với mọi người. Thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, tự thọ dụng, tức là đối với chính mình. Đối với người khác dùng tâm từ bi, tâm yêu thương. Đối đãi người phải từ bi. Nên học theo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở nhân địa hành Bồ Tát Đạo, thời kỳ học Phật bị Vô Ca Lợi cắt xẻ thân thể, bị sỉ nhục không gì bằng, vô cùng tàn khốc. Vua Ca Lợi đưa ngài đến chỗ chết. Ca Lợi tức là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là hung bạo. Ca Lợi Dương, người Trung Quốc chúng ta hay nói là bạo quân. Bồ Tát bị ông ta giết, nhưng Bồ Tát một chút oán hận cũng không có, lại còn nói với vua Ca Lợi: tương lai tôi thành Phật, việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông. Điều này chúng ta nên học tập. Nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế cũng có thể chịu được. Ngày nay người khác hủy báng quý vị vài câu, sỉ nhục quý vị vài câu, quý vị đã chịu không nổi rồi, vậy quý vị có thể học Phật được không? Không thể được. Nên nhẫn nhục. Trong cái nhẫn có niềm vui,